Xin chào cô chú anh chị nhà đầu tư. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Tân Lập thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An nha. Thì em có nhận quay bán một thửa đất có diện tích là được 2 công, tức là 2.000 mét vuông nha cô chú anh chị. Thì mặt tiền thửa đất mình là nó tiếp giáp với đường đá xanh này là được 48 mét nha. Thì hiện tại con đường đá xanh này thì ô tô xe tải 3 tấn là mình đi view luôn. Còn trước đất nữa là có tiếp giáp theo con kênh. Kênh ngang khoảng 20 mét, kênh xà lan ghe lúa khoảng 100 tấn là mình lưu thông khá là rộng rãi luôn đó cô chú anh chị. Thì trên cái phần đất mình ở đây là có điện luôn nha, có điện có nước đầy đủ luôn. Và cái thửa đất mình nó có cái hậu sâu vào bên trong là được 41 mét nha. Thì xuống tới cái bờ ngang đó cô chú anh chị. Thì thửa đất của mình rất là vuông vức luôn, rất là đẹp nha. Thì hướng này mình đi thẳng luôn á là mình ra ngoài tỉnh lộ 837B. Thì mắc phẳng là thêm 4 km nữa nha cô chú anh chị. Đất mình ở đây thì có cái pháp lý thì sổ hồng, cho nên mình công chứng trong ngày luôn. Thửa đất mình ở đây là rất là vuông vức luôn, rất là đẹp, rất là sáng sủa đấy cô chú anh chị. Thì như cô chú anh chị mình muốn xây nhà vườn hay là mình làm khu nghỉ dưỡng hay nhà yến gì đó thì cũng khá là thích hợp luôn. Thì ở phía sau đất mình nó có ranh trụ hẳn hoi luôn đó cô chú anh chị. Thì từ đây mình đi ra tới ngoài quốc lộ 62 thì tầm khoảng là 10 km nha. Là mình đi hướng này là mình ra tới quốc lộ 62, từ đây mình ra tới kênh 79 luôn thì tầm khoảng là 300 mét thôi cô chú anh chị. Rất là gần, nhà cửa dân cư ở đây thì cũng ở khá là đông. Đây thì đường điện, đường nước hẳn hoi. Cô chú anh chị mình từ Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì mình về tới đây là mất khoảng là 100 km nha. Thì chủ bên em bán cho cô chú anh chị mình chỉ có là 600 triệu thôi. 600 triệu là hết đất nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại em để trên màn hình. Thì mình cứ về đây mình xem đất nha. Em cho cô chú anh chị mình gặp chủ thoải mái luôn. Mình đã làm sao thì chủ bán cho mình thôi nha cô chú anh chị. Thì mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại em để trên màn hình nha.